Anh ơi, em thấy các cô chú kêu như thế đấy. Bảo là thuốc với sữa đợt này hình như không có tác dụng cho lắm. Thế à? Vậy thì em tổng hợp hết ý kiến cho anh nhé. Để anh trao đổi lại với khách. Chắc là do chế độ tập với cả dinh dưỡng chưa hợp lý thôi. Vâng ạ. Em chào chị. Chị có việc muốn trao đổi với em. Cũng đang có một số chuyện em cần trao đổi với chị. Đợt này có một số khách hàng phàn nàn về việc sử dụng thực phẩm chức năng và sữa không đạt hiệu quả. Em cũng đã nhờ chị tổng hợp lại một số ý kiến để làm việc với khách rồi ạ. Với lại có chuyện này nó cũng hơi tế nhị một chút. Em đang nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm bên mình. Hôm trước vào viện để thăm khách hàng bên mình thì em bắt gặp Tùng với cả Hoàng nói chuyện với nhau. Hình như hai người đó đang làm việc gì đó rất là mờ ám chị. Ý em là sao? Về bạn Hoàng thì em biết Hoàng là người của chị và đang phụ trách mảng thực phẩm chức năng. Nhưng mà em vẫn phải nói với chị. Em nghĩ hai người đó đang ăn dơ với nhau đấy. Em thật sự nghĩ cho trung tâm đến vậy sao? Chị thật sự không hiểu nổi em. Trong khi tất cả mọi người đều đang nỗ lực chạy KPI thì em cứ ra sức chống đối chị đến cùng. Cái trung tâm này ấy, có lời thì em mới có tiền. Chị đổ biết bao nhiêu tiền vào cái trung tâm này, không chỉ để nuôi cái lý thuyết suông của em. Muốn thể hiện mình là người thượng đẳng chắc. Em cũng không thể hiểu tại sao chị nói em như vậy. Em cũng đầu tư vào trung tâm. Trung tâm mình làm ra nhiều tiền em cũng thích chứ. Nhưng mà không thể nào kiếm tiền dựa trên sự lừa dối khách hàng được. Có phải là thuốc độc đâu mà lừa dối. Nếu cuối cùng ấy không có tác dụng thì cũng có chết ai đâu. Tại sao chị nói một cách kiểu vô trách nhiệm như vậy nhỉ? Chị vô trách nhiệm. Còn em có trách nhiệm quá nên mới kéo theo cái trung tâm này sắp chết đói đến nơi rồi. Sao mẹ không để con đưa mẹ ra sân bay luôn? Con lái xe đưa mẹ đi rồi, yên tâm đi. Hôm qua mất ngủ thì phải. Con nghỉ ngơi thêm đi nha. Con ổn mà, không sao đâu. Mẹ ngoan đây nha. Mẹ bảo đò giữ gìn sức khỏe nha. Bảo tôi nữa thì gọi cho con liền đấy. Mẹ biết rồi, nghe lời anh đó. Có chuyện gì á, gọi điện cho mẹ. Vào nơi gọi điện cho bọn con nhé. Ừ. Bye bye. Bye mẹ. Có đi làm không? Anh đưa đi luôn. Anh vẫn ổn đấy chứ? Chưa chết được. Rồi chuyện của chị Ly với anh ấy, anh tính sao? Chuyện tình cảm bọn anh bây giờ, anh không phải là người quyết định được nữa.